cảm thấy là cái năng lượng của Huỳnh My nó bị thiếu hụt, mà có lẽ là Huỳnh My đang gọi là đóng cái cảm xúc mình lại, không chịu mở cái bên trong của mình ra để đón nhận những lời khuyên đó. Xin chào độc giả của Giang, mình là Minh Kha, Á Quân The Next Gentleman. Không biết tại sao là cái hình ảnh của Kha là viral như vậy, bởi vì cái thường ngày cái nụ cười của Kha cũng xuất hiện trên khá nhiều chương trình rồi, mà không hiểu tại sao là qua cái chương trình thì cái hình ảnh nó đã được viral hơn và mọi người yêu mến nhiều hơn. Thì Kha cũng rất là bất ngờ và cũng kèm nó là rất là sung sướng, bởi vì đã rất lâu rồi Kha không được mọi người yêu quý và chú ý đến như vậy. Thì hy vọng là cái sự chú ý nó sẽ kéo dài và đồng hành cùng Kha lâu dài. Thật sự thì trong cái buổi ghi hình hôm đó thì Kha với Huỳnh My cũng không tiếp xúc được nhiều, bởi vì cái luật lệ của chương trình là đến khi nào gặp thử thách thì mới được tiếp xúc với chú rể. Thì trong quá trình thi thì Kha cảm thấy là cái năng lượng của Huỳnh My nó bị thiếu hụt, hay là do quay một ngày dài quá mệt hay như thế nào đó Kha không biết, nhưng mà cái năng lượng của Huỳnh My lúc đó rất là thấp và hầu như Kha phải truyền năng lượng cho bạn rất nhiều, cũng như là mentor Thủy Tiên cũng phải truyền năng lượng cho Huỳnh My rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ là Huỳnh My đang gọi là đóng cái cảm xúc mình lại, không chịu mở cái bên trong của mình ra để đón nhận những lời khuyên đó, thì vô tình làm cho cái biểu cảm của Huỳnh My nó bị gượng gạo và cố gắng để hoàn thành cái thử thách này. Nhưng mà Kha nghĩ là bên đằng sau đó cũng có một cái câu chuyện gì đó khiến cho Huỳnh My trở nên như vậy, chứ không phải là tự nhiên mà Huỳnh My như vậy. Kha nghĩ đây là một thời điểm chín mùi, bởi vì cho dù trước đây Kha có được sự chú ý thì cái điều đó nó cũng sẽ trôi qua một cách rất là nhanh chóng và mờ nhạt. Cho đến thời điểm này Kha đã cảm thấy là đủ tự tin, đủ bản lĩnh và đủ cái năng lực để giới thiệu cái hình ảnh của mình tới khán giả nhiều hơn, và cũng như là đủ cái thông tin để truyền tải cho mọi người là Minh Kha tôi đang có những gì và hình ảnh của tôi như thế nào, mọi người hãy đón nhận nó nhé hay kia các thứ. Thì Kha tự nghĩ đây là một thời điểm thích hợp để cái hình ảnh của mình nó viral, và may mắn là nó đến trong thời điểm này. Bởi vì trước đây Kha cũng từng thấy là mình cũng đã từng được chú ý qua cái Star Bay là tôi là tư hậu của Trấn Thành rồi. Thì sau cái sự chú ý đó thì Kha cũng trôi qua rất là mờ nhạt thôi, không có được đọc lại một cái ấn tượng gì cho khán giả cả. Cho đến mãi tận bây giờ mọi người vẫn nhắc lại cái điều đó. Thì trong một suốt quá trình dài làm nghề thì Kha thấy là chỉ có thời điểm tôi là tư hậu và thời điểm hiện tại là mọi người còn nhớ tới Kha. Thì Kha cũng có buồn, Kha còn cảm thấy vui hơn, bởi vì làm nghệ thuật thì đích đến cuối cùng cũng là muốn truyền tải năng lượng tới cho khán giả, muốn truyền tải thông tin tới cho khán giả và truyền tải năng lượng tới cho khán giả. Thì đã làm được điều đó là được vui rồi, không có gì là buồn cả. Ngoài những cái đợt phủ sóng trên TikTok như vậy thì Kha cũng đang cố gắng tương tác với các bạn fan nhiều hơn. Thay vì trước đây Kha chỉ đọc bình luận và để làm một cái icon gì đó, nhưng mà bây giờ Kha sẽ xem live stream hơn, cũng như là trau dồi về giọng hát của mình để gửi cho khán giả những cái sản phẩm để khán giả có thể ấn tượng và nhớ tới mình lâu dài hơn, chứ không phải là chỉ là một hiện tượng mạng trên xã hội. Kha nghĩ mình sẽ chuyển hướng sang làm TikToker, nhưng mà cái TikTok là một cái nền tảng bây giờ cũng khá là mạnh để truyền thông quảng bá cho các nghệ sĩ. Bằng chứng là bây giờ tất cả các nghệ sĩ, cho dù ra sản phẩm hay là phim ảnh, ca nhạc hay là bất kỳ sản phẩm nào cũng có một mạng truyền thông về trên TikTok. Thì Kha nghĩ là để được viral trên TikTok như vậy thì nó là một cái lợi thế chứ không phải là một cái bất lợi. Cái bếp bớt này Kha nghĩ nó là một cái duyên, bởi vì trước đây cho dù Kha chưa làm nghệ thuật hay là cái gì, nhưng mà gặp một đối tượng nào đó người ta cũng sẽ ấn tượng với Kha là một cái vết bớt màu đỏ trên cổ, thì mọi người cứ tưởng nó sẽ là một cái hickey do một ai đó làm, nhưng mà thật ra không phải, đây là một cái vết bớt từ nhỏ của Kha. Kha coi đó là một cái sự may mắn, bởi vì làm nghệ thuật thì làm công việc là người của công chúng thì sự chú ý của mọi người cũng là một cái phần góp lên sự thành công của nghệ sĩ. Cho nên là bằng cách nào đó thì Kha cũng được chú ý bằng cái bớt này, thì Kha nghĩ đây là một cái duyên, là một cái hay ho, một cái thú vị của Minh Kha. Thì Kha mong là Kha sẽ giữ được cái bớt này, bởi vì nhiều người nói là Kha ơi đi xóa đi, nhìn cái này mọi người sẽ đánh giá là Kha là một người không tốt, là một người không đàng hoàng, nhìn hư hỏng. Nhưng mà Kha nghĩ là cũng có những khán giả có những cái chiều hướng ngược lại là nó là một cái duyên, nó là một cái sự tò mò về Minh Kha, thì Kha nghĩ Kha sẽ giữ nó sẽ tốt hơn. Hiện tại thì không có một lời mời nào cả, nhưng mà bởi vì Kha nghĩ là trước đây Kha hoạt động tự do nên là bất kỳ một cái công việc nào muốn làm việc với mình thì mình đều phải trực tiếp làm việc với họ, nên là đôi khi mình dễ dàng nhận được những cái lời mời như vậy. Nhưng mà hiện tại Kha đó có một đơn vị quản lý riêng, thì tất cả mọi công việc của Kha cũng như là những cái sự liên hệ tới Kha thì phải qua quản lý của mình, nên là cái điều đó làm cho những cái đối tượng xung quanh khác cũng phải dè chừng hơn, bởi vì nó không phải một điều đó hay ho để có thể công khai mời gọi như vậy. Ngày 8 tháng 3 sắp tới Kha sẽ
có một bộ ảnh rất là dễ thương, nhỏ nhỏ thôi, để gửi tặng tới tất cả khán giả cũng như là những người yêu quý mình. Bởi vì những ngày vừa rồi Kha đang gấp rút chuẩn bị cho cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình, nên là không thể kịp hoàn thành trong ngày 8 tháng 3 được, nên Kha chỉ có thể là gửi một cái bộ hình dễ thương nhỏ nhỏ để tặng đến mọi người, mong là mọi người sẽ thích thú và đón nhận nó. Chắc chắn là có rồi. Chị Xuân Lan, mẹ của Kha và những người phụ nữ xung quanh mà yêu mến Kha, Kha sẽ dành một cái món quà, nhưng mà mỗi người sẽ là một món quà bí mật khác nhau nên là Kha chưa thể tiết lộ được. Tuy là mang danh chồng quốc danh, nhưng hiện tại Kha vẫn chưa có một người bạn đời nào bên cạnh mình để có thể thổ lộ cái điều đó, nên hy vọng là trong tương lai Kha sẽ có một người bên cạnh mình để mình có thể dành những sự yêu thương khác. Ngoài ba mẹ chị Xuân Lan thì cái người bạn đời đồng hành xung quanh mình có thể chia sẻ được nhiều hơn. Hy vọng người đó sẽ tới sớm. Tôi là Minh Kha, Á Quân The Gentleman. Xin chào khán giả của độc giả Jan.vn và chúc mọi người có một ngày thật là sôi động và năng lượng nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.